Và bây giờ Thanh Tùng mời quý thính giả theo dõi phần tổng kết một số các bài báo được đăng trên các báo tại hai miền Nam và Bắc Cali liên quan tới sự kiện Hoa hậu Bích Liên vừa hân hạnh được trao vinh miệng Hoa hậu Phu nhân Á Châu toàn cầu năm 2012. Thưa quý thính giả, trước sự chứng kiến của hàng ngàn khán giả nhiều sắc tộc khác nhau ngồi kính khán phòng Performing Arts của thành phố Redondo Beach, Nam Cali, Hoa hậu Bích Liên lại đoạt chiến thắng dễ dàng trước 11 đối thủ, đại diện của 11 quốc gia khác nhau ở vòng chung kết, để trở thành Hoa hậu Phu nhân toàn thế giới năm 2012. Chiến thắng của Bích Liên Elizabeth Võ đã được các cơ quan truyền thông báo chí quận Cam tường thuật với những lời nhận xét rằng cô đã mang lại vinh dự cho người phụ nữ Việt Nam nói riêng, cho cộng đồng dân tộc Việt Nam nói chung. Trong bài tường thuật với hình ảnh và tựa đề Hoa hậu Bích Liên Việt Nam đoạt giải Hoa hậu Phu nhân quốc tế được đăng tải trên Nhật báo Người Việt, phát hành ngày thứ Tư 21 tây tháng 11 năm 2012, ký giả Dân Quỳnh của báo này đã mô tả như sau. Cuộc thi Hoa hậu và Hoa hậu Phu nhân Á Châu Hoa Kỳ 2012 lần thứ 24 đã được tổ chức trọng thể tại Redondo Beach Performing Arts Center, thành phố Redondo Beach vào đêm 17 tháng 11 năm 2012, với sự tham dự gồm các người đẹp của 58 quốc gia châu Á. Đây là cuộc thi mang tính chuyên nghiệp hàng năm của tổ chức Vegelia Production in Present để vinh danh vẻ đẹp và văn hóa châu Á trên khắp thế giới. Thưa quý vị, trong cuộc thi năm nay, số thí sinh Việt Nam tham dự ít hơn hẳn năm trước. Chỉ có 3 thí sinh dự thi Hoa hậu Asia USA và chỉ có 1 thí sinh được vào vòng chung kết ở Top 6, tức là 6 người đẹp có số điểm cao nhất. Đặc biệt trong cuộc thi Hoa hậu Phu nhân châu Á USA năm nay, chỉ duy nhất 1 thí sinh Việt Nam tham dự, cô Elizabeth Bích Liên đã đoạt giải thưởng cao quý Hoa hậu Phu nhân quốc tế. Tên tuổi của cô Elizabeth Bích Liên, tức Hoa hậu Bích Liên, thật không xa lạ gì với cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại. Cô đã từng đoạt Hoa hậu áo dài ở Kansas, USA năm 1986, giảng viên của hai trường thẩm mỹ tại Bắc và Nam Cali, giám đốc sản phẩm dưỡng da mang thương hiệu EV Princess. EV là tên viết tắt của Elizabeth Võ. Năm 2004, Hoa hậu trong cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam tổ chức tại Los Angeles dành cho lứa tuổi 30 đến 50. Năm 2006, Hoa hậu Công nương châu Á USA Hollywood, California. Và năm nay, một lần nữa Hoa hậu Elizabeth Bích Liên đã chứng tỏ sắc đẹp của mình không hề nhạt phai theo năm tháng. Đây là một tin vui cho cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại. Trong đêm vinh danh Hoa hậu Phu nhân châu Á USA quốc tế, trả lời câu hỏi của phóng viên báo Người Việt tại Nam Cali, lý do vì sao Bích Liên tham dự cuộc tuyển lựa Miss Asia USA, tân Hoa hậu Bích Liên đã cho biết, Bích Liên đã trải qua 4 lần tuyển lựa Hoa hậu và cả 4 lần đều đoạt được vinh miệng Hoa hậu. Tuy nhiên, đây là những cuộc thi có tính chất địa phương của tiểu bang hay liên bang, với thí sinh tham dự không đầy đủ các sắc dân đại diện. Bích Liên vẫn hằng mơ ước một ngày nào đó, Bích Liên sẽ mang vinh dự về cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại nói riêng, cho đất nước Việt Nam nói chung, vì có một người Việt Nam đoạt vinh miệng trong một cuộc tuyển lựa mang tính chất quốc tế toàn cầu. Đại hội Hoa hậu Miss Asia USA and Mrs. Asia USA lần này là lần thứ 24, nhưng chưa hề có một người Việt Nam nào đoạt giải Hoa hậu. Riêng Bích Liên, cô tự tin rằng mình là người có khả năng có thể chiến thắng trong cuộc thi này, nên cô không ngần ngại ghi tên dự thi. Tuy tự tin vào khả năng của mình trong mọi lĩnh vực, nhưng sau khi ghi danh thì Bích Liên cũng hồi hộp, lo âu không ít vì cuộc thi này đòi thí sinh ở mọi lĩnh vực, từ khả năng ứng đáp, nhan sắc và cả tài lực, vì từ trang phục cho đến trang điểm ở vòng loại cho đến vòng chung kết vào ngày 17 tháng 11 vừa qua, đòi hỏi tốn kém.
mà mọi thí sinh đều phải chịu đựng để chạy theo cuộc đua. Trả lời câu hỏi về cảm tưởng của Bích Liên sau khi đoạt giải Hoa hậu, Bích Liên cho biết cô rất để làm sung sướng, hãnh diện, là người đã mang vinh dự về cho cộng đồng, cho đất nước Việt Nam. Khi ở vòng chung kết, cô là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên tranh tài chung với 11 thí sinh đại diện cho 11 quốc gia trên thế giới và đã chiến thắng dễ dàng. Bích Liên nhấn mạnh, cô tin rằng sự chiến thắng của Bích Liên trong đại hội tuyển lựa Miss Asia USA Thế giới không những là niềm vinh dự của cá nhân Bích Liên, mà còn là niềm vinh dự và niềm tự hào chung cho cả dân tộc Việt Nam, chứng tỏ người phụ nữ Việt Nam không thua kém bất cứ một ai. Chung cuộc, Bích Liên nhấn mạnh, qua cuộc tuyển lựa vừa qua, Bích Liên nhận ra rằng để thành công, ngoài tài năng, bạn cần có sự thôi thúc, yêu thích và cả quyết tâm nữa. Được biết ngoài vẻ đẹp của Hoa hậu, Elizabeth Bích Liên còn có một vẻ đẹp tâm hồn nhân ái cao thượng khi cô còn là người tổ chức của chương trình Bích Liên Charity Foundation, một tổ chức nhân đạo cứu trợ giúp đỡ người nghèo từ hải ngoại cho đến trong nước. Cô xứng đáng được vinh danh là Hoa hậu có tấm lòng nhân ái trong những người phụ nữ Việt Nam ở hải ngoại. Thưa quý thính giả, vừa rồi là bài viết được đăng trên nhật báo Người Việt tại Nam Cali. Còn bây giờ là bài viết được đăng trên Tin Việt News cũng như là tuần báo Việt Tribune tại Bắc Cali. Được biết sự kiện Hoa hậu Bích Liên vừa được trao vương miện Hoa hậu phu nhân Á Châu toàn cầu năm 2012. Tuy nhiên lần này, danh hiệu cao quý hơn vì tầm dốc của cuộc thi không chỉ gói gọn trong một tiểu bang hay trong một cộng đồng mà mang ý nghĩa toàn thế giới, do Virgilia Production Inc. thực hiện lần thứ 24 tại rạp hát sang trọng Redondo Beach Performing Arts, thành phố Redondo Beach, Nam Cali, vào tối thứ Bảy, 17 tháng 11 năm 2012 vừa qua. Cuộc tuyển lựa được mang tên Miss Asia USA and Mrs. Asia USA 2012, và đêm tuyển lựa chung kết diễn ra dưới sự điều khiển của hai MC là tài tử David Melbourne và Hoa hậu phu nhân Á Châu USA năm 2009 là Kimberly Võ Đặng. Cuộc tuyển lựa gồm có 3 cuộc thi sắc đẹp khác nhau: Miss Asia USA, tức là Hoa hậu Á Châu nước Mỹ; Miss Teen Asia USA, tức là Hoa hậu tuổi teen Á Châu nước Mỹ; và Mrs. Asia International, Hoa hậu phu nhân Á Châu toàn cầu. Các thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Á Châu nước Mỹ và Hoa hậu teen Á Châu là những thí sinh là công dân nước Mỹ gốc châu Á. Riêng ở cuộc thi Hoa hậu phu nhân Á Châu toàn thế giới, các thí sinh là những phụ nữ Á Châu đến từ 58 quốc gia trên thế giới. Sau nhiều vòng tuyển chọn gắt gao, vượt qua hàng ngàn thí sinh từ khắp nơi trên thế giới, đã có 22 thí sinh được vào vòng chung kết cho cuộc thi Miss Asia USA 2012 và Miss Teen Asia USA 2012. Mrs. Asia USA 2012 cùng với 11 thí sinh có số điểm cao nhất vào chung kết của Mrs. Asia International 2012. Các thí sinh đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Trung Hoa, Đài Loan, Nhật Bản, Campuchia, Phi Luật Tân, Nam Dương, Siberia, Việt Nam, Uzbekistan, Cộng hòa Tatarstan, Nga, Ấn Độ, Ukraine, Nam Hàn, Iran, Thái Lan. Năm nay có tổng cộng 3 thí sinh gốc Việt tham dự cuộc thi Miss và Miss Teen Asia USA 2012. Đó là các cô John Phạm, Jennifer Nguyễn và Jennifer Lee. Riêng cuộc thi Mrs. Asia International chỉ có một thí sinh gốc Việt duy nhất lọt vào vòng chung kết, đó là Elizabeth Võ, tức Hoa hậu Bích Liên. Bên cạnh Bích Liên giành giải Mrs. Asia International 2012, chỉ có một cô thí sinh gốc Việt khác là Jennifer Lee giành được vị trí top 10, tức là 10 thí sinh có số điểm cao nhất.
các thí sinh phải trải qua các vòng thi gồm có áo truyền thống dân tộc của mình, áo dạ hội và áo tắm, cũng như cuộc thi tài năng trước khi được chọn vào vòng trong để thi ứng xử. Hoa hậu Bích Liên gây ấn tượng mạnh mẽ với ban giám khảo gồm có 9 vị, đều là những doanh nhân thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Cùng xuất hiện với hàng loạt người đẹp lộng lẫy đến từ nhiều quốc gia khác nhau, hoa hậu Bích Liên chẳng những không bị lấn át mà còn nổi bật hẳn lên nhờ nét đẹp Việt Nam dịu dàng, đầm thắm và quyến rũ. Các thành viên trong ban tổ chức và kể cả ban giám khảo đều đánh giá cao sự tự tin, bản lĩnh và hòa nhã của các thí sinh gốc Việt, đặc biệt là hoa hậu Bích Liên. Đây là vương miện hoa hậu mới nhất trong tổng cộng 5 lần đăng quang các cuộc thi sắc đẹp tiểu bang, quốc gia và tầm vóc quốc tế của hoa hậu Bích Liên, và cũng là tổng giám đốc của công ty dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics và hệ thống Bích Liên Beauty Skin Care. Trước đây đã có 2 thí sinh gốc Việt đã giành được vương miện hoa hậu phu nhân Á Châu nước Mỹ là cô Kimberly Võ Đặng năm 2009 và cô Trâm Hồ 2006. Tuy nhiên, đây mới là lần đầu tiên có một thí sinh gốc Việt giành được giải thưởng cao quý hoa hậu phu nhân Á Châu toàn cầu 2012, đó chính là hoa hậu Bích Liên. Thưa quý vị, đây là cuộc thi lần thứ 24 của Vegelia Productions Inc. nhằm vinh danh sắc đẹp, tài năng, trí tuệ và giá trị văn hóa truyền thống của những thí sinh gốc Á Châu đến từ 58 quốc gia trên toàn thế giới, được tổ chức hàng năm tại Hoa Kỳ. That we are awarding tonight. It is Mrs. Asia International. And Mrs. Asia International goes to... Delegate number 3, Elizabeth Wolf, Mrs. Vietnam. Congratulations! Thưa quý vị, vừa rồi là bài viết được đăng trên tuần báo Tin Việt News cũng như trên tuần báo Việt Tribune tại Bắc Cali. Còn bây giờ là một bài viết của một tác giả có tên là Nguyễn Kinh Doanh, gửi đi từ Quận Cam, được đăng trên khắp các trang mạng Việt ngữ trong những ngày vừa qua. Mời quý vị theo dõi bài viết sau đây. Đây là niềm hãnh diện của mỗi người Việt Nam trên thế giới. Vì Bích Liên không những là một doanh gia thành công mà còn là hoa hậu của tình thương, sẵn lòng giúp đỡ những người nghèo khó khắp nơi, đặc biệt là ở Việt Nam. Bích Liên là người thật, việc thật, với nhiệt tâm và tình thương nồng nàn, biết chia sẻ những người bất hạnh. Bích Liên sốt sắng đóng góp tiền bạc để hỗ trợ nạn nhân vụ khủng bố 911, nạn nhân sóng thần Nhật Bản. Hàng năm, cô ủng hộ các chương trình gây quỹ giúp cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa ở quê nhà, tặng máy vi tính cho trường Ngô Mai ở Sài Gòn, âm thầm giúp xây dựng, trùng tu các chùa, đền thờ, chùa chiền, cầu cống, nhà tình thương ở khắp nơi. Đối với Bích Liên, không chỉ là những vương miện hoa hậu mà cô đã đạt được, hay là không chỉ là sản phẩm EV Princess, loại dược mỹ phẩm được sự tín nhiệm của người tiêu dùng tin cậy, mà Bích Liên còn gắn bó với những công tác từ thiện khi cô tự mình đứng ra thành lập Bích Liên Charity Foundation, một tổ chức riêng của cô đã âm thầm giúp đỡ cho rất nhiều người nghèo khổ ở khắp nơi, đặc biệt là ở Việt Nam. Từ việc mang lại ánh sáng cho những người mù tại quê hương các tỉnh và Phú Quốc, nơi mà cô đã được sinh ra, xây lò quả thiêu cho người quá cố,
cô còn giúp cho hơn 500 người bị đục thủy tinh thể tìm lại ánh sáng của đôi mắt. Cô cũng đã xây cất nhà dưỡng lão cho các cụ già neo đơn không nơi nương tựa. Bích Liên đã đi khắp nơi để xây những con đường để các em nhỏ đi học vào mùa mưa không phải lầy lội lấm lem bùn đất. Cô đã trao tặng nhiều căn nhà tình thương cho các gia đình nghèo khổ. Cô cũng cho xây dựng nhiều cây cầu thay thế cho các cây cầu khỉ tại xã Vĩnh Thuận và U Minh Thượng ở tỉnh Kiên Giang, mua tặng computer và sách vở cho các em học sinh nghèo. Bích Liên còn giúp xây dựng, trùng tu những ngôi đền thờ, chùa chiền. Chưa kể tại những vùng nông thôn thiếu nước sạch để ăn uống sinh hoạt ở Việt Nam và Campuchia, Bích Liên đã cho đóng giếng để cung cấp nước uống cho dân chúng và còn rất nhiều công tác nữa mà chúng tôi không thể kể hết ra đây. Việc làm của Bích Liên không phải để đánh bóng tên tuổi của cô, mà nó xuất phát từ một tấm lòng thiện nguyện. Cô tâm sự, cô rất thương cảm cho những người già cả neo đơn, những người kém may mắn trong cuộc đời. Phải nói, cô đã đồng cảm thật sự trước những nỗi khó khăn của người bất hạnh. Những công việc của Bích Liên đã và đang làm thật xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu mà cô đã đạt được trong nhiều năm qua. Trên website chuaphổminh.com, Thượng tọa Thích Minh Tiến, trụ trì chùa Phổ Minh, tọa lạc ở địa chỉ 27 Cô Bắc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, và cũng là hội trưởng hội từ thiện chùa Phổ Minh, trong bài viết với tựa đề Hoa hậu Bích Liên USC mang mùa xuân đến với người nghèo, mà chúng tôi ghi chú thêm để quý thính giả còn có một sự nhận định chính xác hơn về Hoa hậu Bích Liên. Nguyên văn bài viết của Thượng tọa Thích Minh Tiến sau đây. Mùa xuân lại về trên quê hương Việt Nam, ngày mà tất cả mọi người đồng chung vui bên gia đình, đông đầy tình nghĩa dân tộc. Thế mà, đâu đó cũng còn có những quãng đời bất hạnh khó khăn, rất cần tình thương của cộng đồng, đồng cảm thông chia sẻ, chén cơm, manh áo, phần quà. Cùng với lời thăm hỏi ân cần, chúc Tết chắc chắn sẽ ấm lại không khí sinh hoạt của gia đình từ những miền nông thôn cho đến những vùng xa xôi phố thị. Hoa hậu Bích Liên đã đồng hành với hội từ thiện chùa Phổ Minh trong suốt 30 ngày đi qua. Cô đã trực tiếp, gián tiếp giúp đỡ cho những mảnh đời khổ nhọc, cần cù. Hảo tâm mang đến những phần quà nhân ái hơn 1.000 gia đình và đối tượng khó nghèo trong xã hội, từ chiếc cầu nông thôn cho đến mái nhà tình thương ấm áp, từ chén cơm cho đến sách vở học trò, từ lon sữa cho người bệnh cho đến chiếc áo tặng học sinh nghèo, áo ấm cho người già, những suất quà cho người tàn tật. Tất cả những tấm lòng và nghĩa cử tốt đẹp đó, cô đã trân trọng và thân tặng đến bà con nghèo nhân ngày chuẩn bị bước sang năm mới Tân Mão 2011. Hội từ thiện chùa Phổ Minh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang sẽ tạo duyên hướng thiện để tâm nguyện tốt đẹp của cô nhất định hoàn thành. Mong sao những hình ảnh nhân đạo và tâm hồn trong sáng Việt Nam mãi mãi tỏa sáng trong lòng những người con xa xứ, những nghĩa tình cao đẹp luôn luôn phát triển bằng hành động nhân ái, phục vụ đời sống con người. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc đến quý ân nhân một mùa xuân hạnh phúc. Thưa quý thính giả, thông thường phần lớn dư luận thường cho rằng những giải Hoa hậu Phu nhân không quan trọng bằng những giải Hoa hậu bình thường. Đây là một nhận xét thiếu công bằng. Trên lĩnh vực sắc đẹp, không thể đánh giá trị sắc đẹp này hơn sắc đẹp khác. Đối với chúng tôi, các giải Hoa hậu dù là giải Hoa hậu bình thường hay Hoa hậu Phu nhân, mỗi giải tự nó có giá trị riêng của mình. Những cá nhân đoạt được vương miện, dù vương miện Hoa hậu hay vương miện Hoa hậu Phu nhân, tự nó đã nói lên giá trị của người chiến thắng. Những phụ nữ tham dự các cuộc tuyển lựa Hoa hậu, dù ở hình thức này hay hình thức khác ở họ, đã có một sự cố gắng để đạt được chiến thắng. Và người đó lần này một lần nữa, thưa quý vị, Hoa hậu Bích Liên, người vừa giành giải Hoa hậu Phu nhân Á Châu Toàn cầu năm 2012.
Thanh Tùng xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị dành cho phần tổng kết những bài viết về Hoa hậu Bích Liên nhân sự kiện cô vừa đoạt giải Hoa hậu Phu nhân Á Châu toàn cầu 2012.